Mình xin hướng dẫn hand reset HTC Design 320. Đầu tiên là mình sẽ tắt hẳn nguồn máy ha. Khi máy đã tắt hẳn nguồn máy thì mình sẽ nhấn giữ phím tăng âm lượng và nhấn giữ phím nguồn. Khi máy nó rung lên xuất hiện logo sẽ buông phím nguồn ra. Vẫn giữ phím tăng âm lượng. Rồi, khi máy nó hiện lên con Android thì mình sẽ nhấn vào phím nguồn. Để nó lên giao diện là Recovery. Khi nó vào giao diện Recovery thì mình dùng phím giảm âm lượng. Để mình chọn xuống dòng Wi Data Factory Reset, mình dùng phím nguồn để xác nhận. À không, cái này mình dùng phím tăng âm lượng để xác nhận ha. Phím giảm là để di chuyển cái dấu chọn. Và phím tăng là để xác nhận. Mình chọn vào Wi Data Factory Reset. Rồi, tiếp tục mình chọn vào Z, dùng phím tăng để xác nhận. Rồi mình chọn là Reboot System Now. Lúc này thì mình đợi máy khởi động lại. Quá trình khởi động lại máy nó khá là lâu. Nó mất từ 3 đến 4 phút mới hoàn tất. Rồi đây là bước đầu tiên đăng nhập vào sử dụng máy. Mình chọn là bắt đầu. Rồi chọn tiếp theo. Tiếp tục luôn. Cái này mình có thể bỏ qua ha. Tiếp tục. Rồi cái này mình bấm hoàn tất. Như vậy là mình đã vào được để sử dụng máy.